Bphone 3 giá chỉ 6.990.000 đồng. Chi tiết xem tại bphone.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Huawei P30 và toàn bộ hộp phụ kiện của nó. Lần trước thì mình đã có bài trên tay P30 Pro với cả P30 Lite rồi. Và hôm nay đây là cái sản phẩm cuối cùng trong bộ ba Huawei P30 mà mình có dịp được trên tay. Vậy thì cái sản phẩm này nó có điểm gì đặc biệt thì mình sẽ nói chi tiết cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là cái phiên bản P30 mà mình đang cầm ở trên tay này, đó là cái phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng ở phía dưới cái tem hộp này. Đó, và trên đây thì chúng ta cái hộp của nó có in hình logo của Huawei và tên gọi của sản phẩm. Phía dưới này chúng ta sẽ có dòng chữ là Triple Camera Leica. Đó, nó sẽ có 3 camera và sẽ có ống kính Leica. Rồi, tiếp theo nữa nào, cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ bao gồm thêm một cái củ sạc rất lớn. Và củ sạc này có dòng ra là 4,5V 5A hoặc là 5V 4,5A, nghĩa là rơi vào khoảng 22W. Đấy, thực ra là củ sạc 22W đã là củ sạc rất lớn rồi. Nhưng mà nếu mà so sánh sang với cả P30 Pro thì nó kém hơn khá nhiều, bởi vì P30 Pro nó có sạc nhanh 40W cơ. Bên trong này chúng ta sẽ có thêm một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C, chắc chắn rồi, đây là một sản phẩm cao cấp mà. Đấy. Và cuối cùng ở bên trong hộp này chúng ta sẽ có một cái tai nghe. Cái tai nghe này thì là cái tai nghe dạng thường thôi và nó rất giống tai nghe của Apple. Rồi, tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ có một tập sách hướng dẫn sử dụng có tiếng Việt nhé, bởi vì đây là sản phẩm hàng chính hãng. Và chúng ta sẽ có thêm một cái ốp lưng dẻo nữa. Đấy. Và đây chúng ta sẽ có một cái quay chọc SIM của Huawei nữa. Như vậy là hết rồi, mình vừa mới cho các bạn xem qua tất cả những phụ kiện đi kèm theo dòng này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về máy nhé. Quay trở lại với Huawei P30 thì cái cảm giác khi mình cầm cái dòng này ở trên tay, đó là nó cầm nó khá là vừa tay. Cái trọng lượng của nó rơi khoảng 165g, nghĩa là nó cũng không phải là quá nặng và cũng không phải là quá nhẹ để cho chúng ta có một cái độ hẫng ở trên tay. Đó, phía mặt trước này thì cái dòng này nó dán lên đây luôn một cái miếng dán màn hình khá là mỏng nữa. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thêm ốp lưng vào thì chẳng cần phải mua thêm bất kỳ một phụ kiện gì để bảo vệ máy cả đâu. Đấy, mình thì cũng không thích dán cường lực, bởi vì dán cường lực thì nó sẽ làm giảm đi những cái trải nghiệm vuốt chạm ở trên màn hình. Ở phía trước này thì chúng ta sẽ có một cái camera nằm ở trong cái giọt nước này. Cái camera này thì sẽ có độ phân giải là 32 megapixel, khẩu độ f/2.0. Phía trên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái giải loa thoại nữa. Và phía dưới này thì chúng ta hoàn toàn không có gì, bởi vì ba phím điều hướng cơ bản của Android, đó là phím home, phím back cũng như là phím đa nhiệm, đã được đặt ở bên trong màn hình. Thực ra là chúng ta cũng hoàn toàn có thể tắt được ba cái phím điều hướng này đi để cho chúng ta có thể thực hiện các thao tác vuốt chạm trên các sản phẩm của Huawei. Đối với cả mặt trước của Huawei P30 thì nó sở hữu màn hình giọt nước. Thực ra là cũng giống như là với P30 Pro thì có một cái điểm mà mình chưa hài lòng, đấy là cái màn hình giọt nước này nó xuất hiện trên quá nhiều những cái sản phẩm tầm trung giá rẻ. Nên là đối với cả một cái sản phẩm thuộc dạng là cao cấp flagship như là P30, nó trang bị màn hình giọt nước như thế này thì có thể là nó sẽ bị lẫn vào với cả những sản phẩm giá rẻ khác, người ta nhìn vào người ta sẽ không thích. Và giá như là nó có camera thò thụt hoặc như thế nào đấy thì nhìn nó sẽ công nghệ hơn. Có một số bạn phản hồi lại với mình là ôi dồi, ông này toàn tâng bốc Xiaomi mà chê Huawei thôi. Tại sao con Xiaomi Mi 9 nó cũng có màn hình giọt nước, tại sao ông không chê đi? Bởi vì rất đơn giản là Xiaomi Mi 9 là một sản phẩm giá không phải là cao như là Huawei P30 như bạn nhé. Giá của Xiaomi Mi 9 rẻ hơn rất nhiều so với cả P30. Đấy còn chưa kể là nó còn chạy con chip Snapdragon 855 nữa. Nên là chúng ta không thể nào mà chê như vậy được. Còn thực ra là đối với cả Huawei P30 thì mặt trước như này mình thấy cũng ổn rồi. Mỗi tội là cái màn hình giọt nước là nó bị lẫn vào với cả các cái sản phẩm tầm trung giá rẻ thôi. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với các cạnh của sản phẩm này. Thì ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm một cái khay để chứa SIM và nó chỉ có 2 SIM mà thôi, chứ không có vàng thẻ nhớ đâu các bạn ạ. Đấy, tuy nhiên là với bộ nhớ trong 128GB thì mình thấy là quá đủ rồi, và chúng ta cũng chẳng cần thêm khe cắm thẻ nhớ làm cái gì cả. Đấy, tiết kiệm được đi một khay là tiết kiệm đi một tí tiền rồi, đúng nào. Và phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Và cái phím nguồn nó có thêm một cái điểm nhấn có một cái giải màu đỏ ở đây, nhìn khá là đẹp mắt. Ở phía bên cạnh dưới này chúng ta sẽ gồm cổng sạc chuẩn USB Type-C. Chúng ta sẽ có thêm loa ngoài, một cái mic thoại rắc cắm tai nghe 3,5mm nữa. Và chúng ta sẽ có hai cái vạch để cho máy có thể thu phát sóng tốt hơn. Cái khung viền của sản phẩm này thì làm hoàn toàn từ kim loại nha các bạn nhé. Nên chính vì thế nên nó bắt buộc phải có hai cái vạch để thu phát sóng tốt hơn này. Ở phía bên cạnh trên thì chúng ta cũng sẽ có hai cái vạch chia để cho máy có thể thu phát sóng tốt hơn, và chúng ta sẽ gồm thêm một mic phụ nữa. Còn ở phía bên mặt lưng này, đây các bạn nhìn thấy không? Cái mặt lưng này thì nó là mặt lưng bằng kính các bạn ạ. Đó, và tất nhiên với một mặt lưng bóng như này thì kể cả kính hay nhựa thì nó cũng sẽ để lại mồ hôi dấu vân tay thôi. Còn lại thì chúng ta cũng khắc phục rất là dễ dàng bằng cái cách là chúng ta đeo ốp lưng vào cho sản phẩm. Với cái mặt lưng ở phía sau của
Huawei P30 thì mình thấy là cái màu sắc của nó khá đẹp mắt. Cái màu sắc này nó giống như kiểu là cái màu của những cái viên ngọc mã não ngày xưa mà các cụ hay dùng ấy. Chúng ta sẽ có bộ 3 camera ở phía sau. Đấy, một camera chính có độ phân giải là 40 megapixel của OLED 1.8, tiêu cự là 27mm. Nó sẽ có thêm một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 16 megapixel của OLED 2.2, tiêu cự là 17mm. Và nó sẽ có một cái camera tele 8 megapixel của OLED 2.4, tiêu cự là 80mm và có thể zoom quang được lên 3x nhé các bạn nhé. Vậy là nếu mà so với cả P30 Pro thì nó kém hơn một tí. P30 Pro thì nó có một cái camera tiêu cự 125mm để zoom quang 5x cơ. Con này thì chỉ là zoom quang 3x mà thôi. Phía dưới này thì chúng ta có thêm đèn flash kép nữa. Đó, rồi là dòng chữ Leica ở đây, nó sử dụng ống kính của Leica và logo Huawei. Mình rất thích cái cách đặt cái tên này, rồi là chữ Leica và bộ ba camera đặt theo cái chiều nằm ngang như này của Huawei. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm, chúng ta đưa lên, chúng ta giơ lên chụp ảnh ấy, thì nhìn nó sẽ rất là giống như là một chiếc máy ảnh mini. Thì cái điều đấy là điều mà mình thích ở trên sản phẩm này. Nói chung là về thiết kế của Huawei P30 Pro là một thiết kế đẹp đấy. Tuy nhiên là thiết kế này thì không có gì là đột phá cả. Đấy, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với màn hình của P30 nhé. Thì ngay đầu tiên khi mà mình mở cái màn hình này lên, các bạn có thể thấy là nó có cảm biến vân tay ở bên trong màn hình như này rồi. Đây là cảm biến vân tay một chạm, chúng ta sẽ chỉ việc chạm vào là nó đã có thể mở ra được. Kể cả chúng ta tắt màn hình đi, chúng ta chạm vào nó cũng đã mở ra rồi. Và cảm biến vân tay này thì mình thấy rất là nhanh luôn. Đấy, nó giống như kiểu là cảm biến vân tay bên trong màn hình của Xiaomi Mi 9 ý. Chứ nó không chậm như là cái cảm biến vân tay trong màn hình của Galaxy A50. Đối với P30 thì chúng ta sẽ có một sản phẩm màn hình giọt nước với kích thước là 6.1 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng, tỷ lệ màn hình là 19.5 chia cho 9, nghĩa là 1080 nhân 2340 pixel, cho cái mật độ điều ảnh rơi vào khoảng 422 ppi. Cái tấm nền màn hình sử dụng ở trên sổ này đó là tấm nền hình OLED và nó cũng sẽ có cái công nghệ HDR10 và DCI-P3. Với cái màn hình OLED thì cái ưu điểm của cái P30 này đó là cái độ tương phản nó rất là cao, góc nhìn thì cực kỳ là rộng luôn. Và khi mà ra ngoài trời nắng thì nó sẽ nhìn rất là rõ ràng. Trong ban đêm thì màu đen của nó rất sâu, sẽ giúp cho chúng ta xem phim nó tiết kiệm hơn với cả đỡ bị mỏi mắt hơn. Đấy là những cái ưu điểm của màn hình trên P30. Và mình thấy là cái màn hình này thì nó cũng không quá rực đâu. Bình thường thì các cái màn hình AMOLED thì nó tương đối rực, nhưng mà màn hình của sổ này thì nhìn rất là đẹp luôn. Về hiệu năng thì Huawei P30 sở hữu con chip Kirin 980. Đây là con chip mạnh mẽ nhất của Huawei, được sản xuất ở trên tiến trình 7 nanomet. Cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là cái phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB, rất thoải mái cho các bạn trong quá trình sử dụng. Và với một hiệu năng như thế này thì thực sự là Huawei P30 gần như là một sản phẩm có hiệu năng rất giống như là P30 Pro rồi. Tuy nhiên là cái viên pin của Huawei P30 thì nó lại là viên pin 3650 mAh. Thực ra đây cũng là một trong những viên pin đủ lớn cho cái màn hình 6.1 inch này rồi. Nhưng mà nếu mà so sánh sang với cả P30 Pro thì nó cũng bị cắt giảm đi. Đấy, P30 Pro mình nhớ không lầm là 4200 cơ. Đấy. Ngoài ra về các yếu tố khác thì P30 nó cũng sẽ hỗ trợ cái khả năng kháng nước kháng bụi, nhưng mà cái tiêu chuẩn IP của nó cũng đã bị cắt giảm đi. Đấy, nó chỉ còn là tiêu chuẩn IP53 thôi. Huawei P30 thì nó cũng có cảm biến nhận diện khuôn mặt rất là nhanh ở phía trước này các bạn nhìn nhá. Đấy, cực kỳ nhanh luôn. Nhưng đây là cái cảm biến nhận diện khuôn mặt 2D. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem về cái thông tin phần mềm của cái sản phẩm này. Đây, thì về phần mềm, hiện tại Huawei P30 đang chạy phiên bản MIUI 9.1.0. Đó, trên nền tảng Android 9. Đó, cũng rất là mới luôn. Và toàn bộ thông số của nó đây, bộ nhớ trong 128GB, bây giờ còn trống khoảng hơn 115GB cơ. Đấy, Kirin 980 các thứ. Bây giờ thì mình sẽ show ra một chút về camera của P30 cho các bạn xem nhé. Đây, để cái quyển sách này vào đây cho nó dễ nhìn. Đó, thì chúng ta sẽ có những chế độ gì đây? Chúng ta kích vào đây, chúng ta sẽ có chế độ zoom lên 3x. Đây là zoom quang sử dụng cái camera 8MP. Đấy, chúng ta sẽ có zoom lên 5x, nhưng đây chỉ là 5x này là zoom số nhé. Và chúng ta sẽ có một cái camera góc rộng nữa các bạn nhìn này, cực kỳ rộng luôn. Đấy, và xem cái sản phẩm này nó zoom lên được tối đa là bao nhiêu đây. Nó zoom lên được tối đa là 30x các bạn ạ. Zoom lên tối đa 30x, nhưng mà zoom lên như thế thì nó sẽ rất là vỡ hình luôn. Và zoom 30x này thì nếu mà so sánh sang với P30 Pro thì nó cũng kém hơn một tí. P30 Pro là zoom lên 5x cơ. Đấy, chúng ta sẽ có các chế độ khác, chế độ chụp ảnh chân dung này. Đấy, chụp ảnh chân dung thì
là chụp ảnh xóa phông đấy. Rồi chúng ta sẽ có chế độ chụp ảnh ban đêm. Thì trong cái chế độ chụp ảnh ban đêm này thì chúng ta có thể điều chỉnh được nhanh ISO. ISO lên đến tối đa là 1600. Và chúng ta cũng có thể điều chỉnh được luôn cái phơi sáng nữa của chế độ ban đêm này. Phơi sáng của nó tối đa là 32 giây. Đấy, và nó có chế độ chụp ảnh giả lập khẩu độ nữa. Đấy, mình nhớ không lầm là cứ thường là khoảng 1:0.95, đúng rồi, với cả tối thiểu là 1:16. Đấy, nó cũng rất là giống các thiết bị trước thôi. Còn chế độ chuyên nghiệp này, để xem là nó có gì nào. Nó có điều chỉnh ISO này. Đấy, rồi là điều chỉnh phơi sáng. Phơi sáng chắc là cũng tối đa là khoảng bao nhiêu đây. Phơi sáng ở đây thì tối đa là 30 giây. Đó, EV này là cộng trừ 4 này. Rồi là điều chỉnh lấy nét bằng tay, điều chỉnh cân bằng trắng. Đấy, nói chung là cái camera này thì mình thấy là rất giống như là cái giao diện các camera khác của các sản phẩm Huawei thôi. Đấy, nó cũng có bật tắt AI ở đây. Còn đây là camera trước 32 megapixel của nó. Camera trước này cực kỳ đẹp, nó nhận diện được khuôn mặt của mình để cho nó có thể chụp ảnh chân dung này. Đấy, còn đây là chụp ảnh bình thường này. Đấy, chế độ ban đêm này thì nó chuyển sang camera sau rồi. Và như vậy là mình vừa mới mở hộp cũng như là trên tay nhanh sản phẩm Huawei P30. Nói chung là P30 thì tất cả mọi thứ của nó đều bị cắt giảm đi một chút so với cả P30 Pro. Đấy, ví dụ như cái cục sạc của nó thì bị cắt giảm đi, còn cục sạc 22W thay vì cục sạc 40W này. Đấy, rồi là cái camera ở phía sau này của nó cũng bị cắt giảm đi từ 4 camera xuống còn 3 camera, chứ nó không còn cái camera 3D nữa. Rồi là camera của nó cũng chỉ zoom quang được 3x chứ không phải là 5x này. Rồi là zoom số thì được 3x thay vì là 5x này. Đấy, camera bị cắt giảm đi một tí, màn hình thì thu bé lại một chút. Hiệu năng thì được cái là gần như là vẫn giữ nguyên. Thời lượng pin thì cũng bị cắt giảm đi, khả năng kháng nước kháng bụi thì cũng bị cắt giảm đi một tí. Nói chung là mỗi thứ bị cắt giảm đi một tí. Đấy, tuy nhiên là mức giá của sản phẩm này thì mình nghĩ là sẽ kém P30 Pro khá nhiều đấy. Còn mức giá của sản phẩm này như thế nào thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Hoàng Hà Mobile nhé. Hoàng Hà Mobile bây giờ đã cho đặt hàng trước cái sản phẩm này rồi. Đó, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Huawei P30 và theo các bạn thì mức giá của sản phẩm này là bao nhiêu thì sẽ là hợp lý? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.